lâu rồi, bán vô mấy tiệm nước đó, mấy người ta mua dữ lắm. Vậy ha. 8-9 giờ là hết trăm rồi. Vậy đó ha. Dạ. Là bán có bị ai mà giật lần nào chưa? Nó bị, nó đi xe bị giật lần. Vậy hả, bị giật đi hết xe, lần hả? Đi xe ôm nó đi lại tới chợ đi. Xuống xe mới lấy tiền ra nó hút, lấy bóp nó hút. Lên xe tôi nói, chú lấy làm tôi dữ lắm rồi. Vậy ha. Lấy 90 ngàn. Bị ta giật lấy 90 ngàn. Ừ, cậu xe chạy xe ôm đó. Vậy đó hả, ghê vậy. Ừ, mà mới 4-5 giờ. 4-5 giờ sáng hả? 4-5 giờ sáng. Vậy là mấy giờ là bắt đầu ông đi bán vé số? Đi ra sớm ông lấy mình sáng bán. Lấy gì rồi có thiếu tiền ta không? Không. Hay là lấy tiền mặt? Lấy rồi mình bán hết rồi là trả ra. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đứng gần chiếc ghe của ông Ba Tam, cái người mà vớt ngủ ở trên cái dòng sông này quý vị. Thì hôm nay Châu Phú đi đến đây để mà trao cái số tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú, số tiền còn lại quý vị, để hỗ trợ cho ông có thể trị bệnh và lo cho bà và các cháu nha quý vị. Qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú nhé. Dạ. Dạ con chào ông ba. Dạ con chào bà ba. Dạ dạ. Dạ cho con gửi ha. Dạ thì thưa ông, cũng lâu rồi ông cháu mình không gặp nhau, thì bữa nay thì con vô đây con thăm ông bà thấy sức khỏe hay sao rồi? Thấy không bình thường về vài con ơi, không được mạnh như một lần vậy ha. Dạ. Ê, hôm gầy có đi giấc ngủ không? Không có đi lấy số bán gì cái này bán số hả? Ghê vậy. Vậy ha, vậy là cái này đi bán số ha. Mỗi lần thì ông đi ở ngoài đường thì ông đi bà con cho tiền thì ông lấy, thì bây giờ ông lại đi lãnh số bán không? Lãnh ngày bán gì được bao nhiêu vé không? Đi lâu không được, phải đi lâu được bán ngày mấy trăm tấm cũng được, ngạt thế. Đi lâu không được, bán vô mấy tiệm nước đó, mấy người ta mua dữ lắm. Vậy ha. 8-9 giờ là hết trăm rồi. Vậy đó ha. Dạ. Là bán có bị ai mà giật lần nào chưa? Tôi đi xe bị giật lần. Vậy hả, bị giật đi hết xe, lần hả? Xe ôm nó đi lại tới chợ đi. Xuống xe mới lấy tiền ra nó hút, lấy bóp nó hút. Lên xe tôi nói, chú lấy làm tôi dữ lắm rồi. Vậy ha. Lấy 90 ngàn. Bị ta giật lấy 90 ngàn. Ừ, cậu xe chạy xe ôm đó. Vậy đó hả, ghê vậy. Ừ, mà mới 4-5 giờ. 4-5 giờ sáng hả? 4-5 giờ sáng. Vậy là mấy giờ là bắt đầu ông đi bán vé số? Đi ra sớm ông lấy mình sáng bán. Lấy gì rồi có thiếu tiền ta không? Không. Hay là lấy tiền mặt? Lấy rồi mình bán hết rồi là trả ra, có à, người lãnh. Có gì vậy là có người lãnh cho ông ha. Ừ. Dạ. Sống qua ngày. Cũng thương quá. Thì thưa ông, thì hôm nay á con lại trở về đây thăm ông và bà, thì để mà hỏi thăm cái sức khỏe của ông bà coi như thế nào, và cũng có một phần tiền mà quý mạnh thường quân đã gửi cho con á, để mà giúp cho ông trong những cái lúc mà ông đang gặp khó khăn như thế này. Dạ. Thì nay con xin đọc cái số tiền của mạnh thường quân con gửi cho ông bà nhé. Dạ. Thì người thứ nhất là anh Trần Minh Trung gửi cho ông 2 triệu. Đây, con gửi cho ông 2 triệu. Đây 2 triệu không? Con gửi. Dạ. Yeah. Người thứ hai là Zalo của chị Tuyết gửi cho ông 1 triệu nhé. Dạ. Là 3 triệu. Dạ, là tổng cộng là 3 triệu đó. Dạ. Yeah. Yeah. Trước thì
mình quên ngoài giúp đỡ. Cho gia đình tôi như vậy là lấy làm ơn hạnh lắm, biết ơn. Cảm ơn biết chuyện nào. Nếu như ở nhà ra chợ dịch cũng ta chút xíu nhờ, mình tìm lắm. Dạ. Nhờ mấy con đi hoạt bác lo giùm. Ông như vậy là cũng là quá cao, quá nặng rồi. Dạ. Cũng cảm ơn mấy con dữ lắm. Dạ. Cảm ơn không biết chuyện nào hết. Không gì ông ha. Thì dạ. Cũng như là dạ. Những cái lúc mà ông gặp khó khăn như thế này, ông đi bán vé số. Thì dạ. Con cũng mong là cái số tiền này nè, ông có thể ông làm vốn để ông dạ. Mua vé số ông bán ha, khỏi mua thiếu nữa. Dạ. Và 3 dư triệu, 3 triệu này lấy được 380. Vậy ha. Nhưng mà dễ gì bán nổi 380. Phải mà nó khỏe mình á. Bị nhờ cái mình vô tiệm nước. Dạ dạ. Mấy ông về với mấy bà mà bán rồi dạ, ta thương ha. Cá rồi đó. Trời ơi, mấy ông gặp luôn, mấy ông kêu dữ lắm. Vậy ha, ta thương nha. Ừ. Là có sức khỏe mới đi bán được ha. Dạ, có sức khỏe. Còn bữa nào mệt là có đi bán không? Không. Không đi bán ha. Dạ. Bữa nào khỏe thì ông lại đi lãnh vé số bán. Ừ. Thì còn dư ra số nào đó thì ông cũng lo cho sức khỏe và ăn uống nha ông. Dạ. Thì, Mạnh Thường Quân mà có ai thương tình mà gửi cho ông á thì chợ duyên thì con mới vô thăm ông nữa nha. Dạ. Dạ. Thì còn bà sao rồi? Không gạn mắt sao? Mắt thấy đường rõ không? Không rõ, nó cũng về nó xuống nè. Để ăn cơm để ăn vô ói rồi tính bật chích thuốc mà chưa có đi. Vậy hả? Ừ. Ăn cơm muốn ói hả? Ừ. Vậy ha. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 82 tuổi ha, 82 tuổi mà sức khỏe đây yếu quá ha. Ừ. Dạ thì con tới đây thăm ông bà với con cũng xin tạm biệt nha. Ừ. Dạ, cảm ơn con nha. Chúc cho ông bà có nhiều sức khỏe nha. Dạ em vui nha. Dạ cố gắng niệm Phật nha. Con phải rồi. Có niệm Phật thường không? Không, niệm Phật cúng ăn tương nữa chứ. Ăn tương luôn hả? Ăn tương là có gầm lớn ăn tương chứ. Dạ vậy ha, chứ chưa ăn trường được phải không? Không chưa trường. Vậy ha. Tháng 4 ngày. Tháng 4 ngày. Dạ dạ. Thì ăn được nhiều niệm Phật nhiều thì tốt. Ha, rồi chúc sức khỏe nha. Dạ dạ mô Phật. Vâng kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dài rồi và thăm ông ba bà ba đã xong. Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống. Nguyện cầu hồi hướng những công đức lành này gửi đến tất cả quý Mạnh Thường Quân và tất cả mọi người nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.